quả trà tép luôn hả? Tép nhóc luôn. Xin chào cô chú anh chị các bạn xem kênh Cầu Lâu Nhãn nha. Cái tay không mà cô chú. Chứ hai với ngoại rồi. Chứ hai với ai nữa? Hai với anh ba với mẹ. Rồi con lại trên đây làm gì? Ngồi anh đi canh. Canh gì? Canh không phát hiện dục dép như ấy. Hay không không thấy ai à, không để ý là mình dục dép, mình giấu dép của mấy người kia ha. Chứ lại dục thêm cái khẩu trang nha. Giấu luôn, mình đem đi giấu luôn. Thì hiện tại là giờ này cũng dắt chiều rồi đó cô chú anh chị. Buổi sáng thì gia đình Thành cũng có đi thu hoạch nhãn, với mình cũng đi mua được một ít để đi gửi xe rồi. Thì giờ này cũng rảnh rồi đó cô chú anh chị. Tranh thủ mấy chị em Vũ với mẹ sẽ đi đi xúc lại, cũng lâu lắm rồi. Hồi lúc trước bây giờ mình cũng chưa có đi xúc lại, chỉ có đi tát mương thì có, nhưng mà chưa có đi xúc. Đi xúc đi tát. Hiện tại là mẹ với chị Hai với bà Lộc là xuống trước rồi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chị sao? Thường mình đi thường mình đi xúc đó cô chú anh chị, là mình sẽ dùng cái gỗ như vậy đó. Mình đãi. Như bà Lộc đãi vậy nè. Hồi trước là rất là chuộng cái mô hình đi bắt cá, bắt tép kiểu này. Kiểu này lắm rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì ít lại à. Tại vì cá tép bây giờ không còn được nhiều như hồi trước nữa. Nên là mình xúc cũng chậm có ăn lắm. Sao bà Lộc có không bà Lộc? Có mấy tép nhỏ mình thả. Đây. Ốc nhóc vậy? Có ốc không à, không có. Thích con gì hết trơn. Ở bên đó mẹ có gì không mẹ? Chứ, em mượn con tép bạc non. Ủa nhiều vậy? Hay là mẹ nói là con tép bạc non. Con tép bạc non này nó còn lớn nữa không mẹ? Dạ. Tép bạc non này mà mình chiên chả coi cho anh vậy cũng rất là ngon. Nè dao đây chế nè chế. Có à, đây là chế có rồi chế. Có. Bún này mà nè, chất chà chà bằng rất là, nhìn thấy rất là ấm luôn. Thấy không? Ôi nhiều vậy. Vô rồi. Đây. Em mới xuống rồi. Ôi. Chè tép rồi. Vô là mình đi gửi nhãn về chế, vừa xong là về mình đi. Về hai anh em tốc đi liền. Dạ. Xúm nhau đi liền, hai anh em vừa về là rủ tám chế đi luôn. Bữa này đâu được nhiều chế? Không im. Ôi. Này mà nó chưa vô. Biết trưởng ham mới chạy ham lội qua tới bên đó rồi cô chú anh chị. Mình xuống đây chắc lên hồi chắc là mất dép hết trơn rồi chứ. Vô cây đem giấu hết trơn à. Vô cây ơi, không có chơi xấu nha. Chơi, chỗ này nó cũng hơi xịn, nó hơi lúng thôi cô chú anh chị. Mình đi mà nó lúng nó ngang. Trời nước lớn nó xúc mấy dũng dữ lắm rồi. Dạ. Tại mình gái nhãn về trễ quá. Ủa tới ba cái gỗ lần hai chứ hai. Rồi. Chứ hai quay đi em xúc cho. Nè. Tép này chiên chả hết thảy luôn. Bây giờ cái thùng này là quan trọng nhất nè, bây giờ mình phải máng lên. Để bữa nay này Thành chỗ tài Thành xúc một hơi để tại vì nước lớn vô rồi. Để máng xô quá. Để cho quay phim nó lựa địa điểm. Đó, máng xô vô đây. Mẹ ơi, mẹ nhìn con trai mẹ đãi rồi mẹ. Chuẩn bị có rồi. Có kìa. Cưng đi sao ba Lộc với mẹ chắc hết trời được à. Ba Lộc xúc hết trơn. Còn ốc không à. Có con tép mini. Rồi vô con ngoài luôn. Đi sao rồi, không kịp hai người đó rồi. Không phải con. Rồi xúc tép này về gan người bé rau muống vậy nấu canh chua là. Thấy không? Mẹ ơi. Nhóc nè đâu hai con không? Nè thấy không? Sao ba Lộc? Nè nhóc nè. Cứ chữ. Thứ trưởng đãi quá trời, hồi kéo lên không nổi. Chưa, nó vô đãi khó lắm. Khó nhưng mà mình phải vô thôi, tại vì trong đây nó... Thiệt không? Trong đây mới còn với ba Lộc. Ê, bây giờ giống như bùn nó mềm quá, nó lúng mình. Có không kìa? Quá trời hết rồi. Ở trong kẹt mà còn không có nữa là bó tay rồi đó. Ủa kìa. Có ốc không à? Chắc là ốc kho xả luôn. Dạ. Nguyên rồi. Thấy hai thằng anh em về sớm là giờ này bắt nhóc rồi. Đây. Cái xô này kìa.
thấy không? Cái sơn nào ba Lộc? Nè, ché nhóc nè, thấy không? Bếp mặt ngon. Cái Dũng ngoài kia ngon lắm, mình là nước vô rồi. Bếp này mà gan cũng ngon lắm đó ba Lộc. Đúng rồi chứ. Có không ông Thành? Cho tính đi. Hay quá. Được một con này mà chịu khó nhìn mới thấy nha. Phải mình đi sớm xíu em mới chờ hết mẹ. Con nữa. Giờ à, bắt đầu đổi cho mẹ lượm luôn hả mẹ? Con nào con? Dạ. Đãi một gỗ một nắm vậy đó. Con nữa. Nó còn nhảy xoay sói luôn. Mà sao con không có mẹ? Ủa Thành cũng đãi nhiệt tình lắm à. Đãi nhiệt tình lắm à. Cái này nè, đãi một hồi nữa mà đừng có lớn vô nha, nó ngửa lên mà con đãi nè, dạ, lên chuẩn. Tại vì mình càng đãi thì nước nó càng lớn vô, bây giờ nó khó nổi hả mẹ? Không có ta. Mẹ với bà Lộc đãi mỗi cái luôn. Nhóc bây giờ luôn. Dạ. Hy vọng là tổ đãi cho không thành cái này. Xong được ta đi vớt luôn. Cây dũng nước. Nước vô quá trời của anh chị. Mình xúc hết kịp rồi. Tiếc quá trời tiếc luôn, mấy cái dũng đó mà để nước cạn là xúc là bữa nay tép ăn xỉu luôn mẹ. Dạ. Giờ mình bắt đầu mình đi vô trong mương, phía trong mương này nè cô chú anh chị. Nãy mấy chị mấy anh em với mẹ vô mương làm chút mà được cũng một mớ. Cái này chi về chiên trả được một được mấy cuốn này nè ba Lộc ơi. Hành đầu khang đó luôn hả cơ? Ê. Có bà lại có vô bà Lộc ơi. Ờ lúc tay luôn vậy đó hả? Tép nhóc như vậy đó hả? Nè qua lựa cháy. Ở trong hả? Ở trong mương vườn mà tép nhóc như vậy đó hả? Giờ tép luôn nè. Lựa này được rồi. Vậy cho hả? Cho biết chuẩn lựa đi. Đây, lại đây tắm. Ủa ai cái gì vậy? Thành có không? Có. Không sao. Không sao gì vậy? Cái không sao hả bà? Wow. Cái gì ngồi vậy đưa coi cái. Thôi lôi. Ủa thôi lôi biển hả? Đó vậy. Ủa thôi lôi. Thôi lôi. Con bóp nãy vậy. Đã hả? Cái hả? Ôi, cái trắng phiếu phiếu luôn kìa. Để vô cái thùng. Cái thùng mẹ đâu? Vô rồi, vô rồi. Mẹ lựa đó hả mẹ? Lựa nè. Qua bảnh thức bảnh. Ba Lộc đi chứ dịnh chứ đi qua cái nghe ba Lộc. Tép rồi cám dừa. Ồ, cám dừa nữa. Tép cám dừa người ta. Dạ. Ồ, thùng mình tép nhảy ra đây nè mẹ ơi. Để lụm cái tép nhảy ra đó. Cái thùng cá mình bên bảnh kìa. Đi là. Thùng vàng rồi đó. Bên bảnh. Ờ đây nữa nè mẹ, còn ở dưới nữa mẹ. Cá bông sệ, bông sậy gì nữa. Hơi đi tép cách này, cái tép bạc non thôi. Dạ. Tép bạc non này gan mới ngon nè mẹ. Gan mà mình ăn với nước dừa cũng ngon đó. Kẻ thùng cá tép bên đó nè. Trong đây còn nữa mẹ. Ừ, cậu được một nắm luôn nè. Ủa cưng đãi vậy, cưng đãi mấy lần, hai lần hả? Hai lần á. Ờ vậy. Còn nhóc bánh luôn kìa. Ở chỗ này nước chưa có vô tới, bây giờ mình còn xúc được ha. Có không cưng? Cá bóng sệ rồi chứ. Ôi ơi, bếp trưởng đi tuốt thằng kia rồi kìa. Bếp trưởng sợ ở đây xuống không lại ba Lộc. Đi chặn đầu luôn. Có không cưng? Có. Mấy cái tép mà. Tại con tép bạc non nó nhỏ quá. Cái miệng ốc quá. Đây. Cái đó. Miệng ốc á, cái tay mình ướt là nó dễ bị đứt đó. Ốc hết nhóc lên chứ. Đây nè, hàng chơi. Cầu cho mỗi gỗ vậy đều có là mình cũng được ha, cũng có ăn. Còn mình ở đây cũng nồi canh bùn ngót thôi nè. Hoặc là tép gan. Tắm với nước chanh. Sáu phần. Có không mẹ? Mẹ đi tuốt hôm nay mẹ chặn đầu luôn đó hả? Ha, một gỗ luôn. Một gỗ mà một gỗ gì? Nè, tép nè chứ nhìn nè, trắng giả luôn nè. Ôi nó nhảy kìa. Nè thấy không? Hay ta sao em xúc quá ta? Đó trời. Hai mẹ con mình dồn dồn lại. Chắc cho ông Thành trở lại nghề quay phim quá. Quay phim nè. Hồi xưa đi xúc là tép bầu thấy em xúc mấy cái dũng mà tao lấy sình tao làm bờ đó. Lúc bỏ mẹ đi chuồng xúc cái là cả phía ngoài vậy đó. Có không cưng? Không bột nha, mà tép con gì nè. Dạ. Con có cái lòng tâm mất thể gì không ạ? Vậy khổ tiêu đúng không? Thôi đi thuộc đúng sao rồi. Có được con hai con nhỏ mà con thả rồi. Ứng hành để thục nãy được con rồi mẹ. Cái
quả dài tép luôn hả? Tép nhóc luôn. Mệt quá hả ba Lộc? Lâu không đi xúc đẩy là mệt thiệt á. Thấy gì mệt hơn tắt mưa nữa, tắt mưa mình tắt đều 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 à. Cái này mình quậy mấy cái là bằng như ta tắt luôn à. Dạ, dũng cái nhóc luôn. Dũng đó là mỗi năm là mẹ con xúc cái là mấy ký vậy, chứ mấy tép vậy. Mình đi... Đón cát chứ tép là đẹp nhóc luôn. Dạ. Đủ nó cần chưa ta? Mình hẹn bữa khác đi mẹ ơi. Bữa khác đi, của mẹ con đi nữa, nước sát luôn kìa, mẹ xúc mới hay. Dạ. Ừ. Con năm biết là cái Dũng đó đó, cái Dũng ngoài đó đó, một Dũng với chiếc cửa nhà. Tép thì có cô chú anh chị, mà tại mình đi hơi trễ rồi nước lớn. Nước lớn quá trời mình đãi không nổi. Đúng rồi. Như là cái Dũng nó sâu quá, tép bạc này nó phải ở mấy Dũng cạn cạn á. Dạ. Dạ. Rồi sẽ về lại bên nhà của chú anh chị. Bên này chưa biết tép nè. Để mình nhảy lên. Kéo cho hai lên rồi mà. Để thôi lúng à. Tới kéo quay phim nè nhau. Ây da, ây da. Ây da, ây da, ây da. Hình quá, không sao. Nè, con coi cái thành quả. Coi cái thành quả. Đổ ra rổ không ta? Đây, thành quả của mình là của chú anh chị. Để nữa nó xác ra rủ mẹ đi theo là chắc được hậu. Nhiều đây là cũng mừng lắm mà. Nhiều đây mà nấu canh là ăn không hết luôn á. Nếu được ăn hay vậy. Đây dễ mà đây. Bây giờ mình gia đình mình sẽ về lại bên nhà. Dạ ta đóng bằng ta làm tủ giờ nha. Khát quá. Này phải cho sâu lặn luôn mới đã. Em xuống nước này không? Mưa nhân tạo mát quá. Lấy xô xối luôn mới đã. Lấy xô xối luôn mới đã. Thôi đâu bị dỗ. Mình làm sướng xấu quá. Đúng rồi. Hai cái hai cái bốn cái tay cái chân nó thì rất là bự. Ba đẹp gì nói xấu, người ta tướng như lực dương vậy. Tướng lực á. Bữa nay nhìn thấy nó lạ hơn bữa hổm mày nè chứ. Cái kỳ nhãn này của mình thì mình cũng bẻ hết rồi cô chú. Sáng mình bẻ hết rồi. Bẻ hết rồi mà. Còn lại mấy trái nha, giống như đi mất á, rất là ngon luôn. Dạ. Ngon nhất là nhãn mất. Mấy cái nhãn sót sót lại vậy đó cô chú anh chị. Là khi nào mình đi rửa lại á là mình ăn mấy trái đó là cực kỳ ngon luôn. Cái đó mà có, nếu mà có khách quý dữ lắm á, những người thân thiết rồi mình thương dữ lắm á, là mình đi rửa mấy trái đó rồi mình cho mấy trái đó đó. Là mấy trái đó là nguyên cây nhãn mà nó dồn lên trái đó trơn, nó ăn ngon cho thấy luôn. Ăn là cực kỳ luôn. Bình thường mình nói nhãn mót, nhưng mà thật sự nhãn mót là ngon hơn là nhãn đùm. Đúng rồi, mấy trái đó là cực kỳ luôn. Nhãn nó hiếm á, mình ăn ngon hơn. Ở chiều ra ngồi thấy gầu quá ha. Đúng rồi, ngồi xong buồn vậy á. Ngồi nhìn về là nhớ quê hương vậy ha. Rồi chị. Buổi chiều ở quê thì rất là yên lặng lắm. Dạ. Cái bữa này như là cái bữa lọc cái gì nè quá anh ta. Ấy da, vậy là mình hên rồi. Hên cái gì vậy? Bẻ ngay cái bữa lọc hả chứ. Ở cái này không phải lọc rồi, lọc là người ta phải dư ra một cục. Lọc ngồi cục đây nè. Cục lọc nè. Tính ngay nhà mình lúc nào cũng có lọc hết trơn. Cục lọc tài đó. Lọc thành lọc á. Thành lọc luôn không nhiêu tay? Thành lọc luôn nè. Ba chị em gấp lại là châu thành lọc là lúc nào nhà cũng thành công lọc lọc lá đầy đủ. Ngày thì mình đi xúc thì thất rồi cô chú anh chị. Nhưng mà mẹ thì hôm bữa là có đi đi chợ mua được ít cá. Cá chạch này. Cái này cá chạch này chắc cá chạch đồng quá mẹ. Chạch đồng nè con, chạch vuông á con. Cái này là bưởi da xanh ruột hồng luôn. Ngon. Cá chạch này thì bữa nay mình sẽ muối mình chiên xả hả mà. Muối chiên xả. Đúng rồi. Hôm rồi mình mùa cá chạch năm rồi thì mình có ăn kho nghệ, kho xả nghệ hay gì á. Xả nghệ. Dạ, năm nay thì mình chiên xả. Cháu mà. Rồi cá chạch này ốc Thành. Mắc lắm nè. Đi vô chứ nhớ lần nào mình đi vô quán cổ Úc á. Dạ. Kêu ra một dĩa có mấy con à. Chia thêm đều không đủ luôn mà giống như là rất là mắc ha. Mắc. Tại vì giá thị trường nó mắc chứ không phải là người ta bán mắc. Hình như hồi năm rồi là một ký là đâu 200 mấy 220 chứ. Đúng rồi. Dạ. Năm nay hiện tại là bây giờ đầu mùa mới có phải không mẹ?
mới có đó con. Dạ. À, mới có bởi vì con nó còn hơi nhỏ nè. Con nó hơi nhỏ. Ừ. Này thì xuống cái gì không có tách đậu thành chạy nước lớn vô á. Mà cái loại cá chạch động thì cá cỡ bị lớn thì lớn không thành. Dạ. Cá cỡ lớn thì lớn là cá bự. Mày thử vô bé. Còn cá chạch lấu á. Thôi đi mày đó hả? Ồ, im. Đó. Mày dao bén là không sợ vợ nè. Thấy không? Nếu mà mình không có nước lớn là mình xúc được nhiều đó mẹ. Xúc mấy cái vũng bột ngon nhiều lắm mẹ. Bữa nay mẹ cũng xúc nhiều tép và về mẹ chiên chả. Mà sao ai ngồi sao nước lớn. Lúc nãy dâu tay ngồi chơi ở trên gốc dừa làm được một con này dâu tay đặt là con ma sâu. Ma sâu hả dâu tay? Con gì kêu bằng cụ tổ quá, con sâu con bự quá. Dâu tay biết làm cái đồng hồ bằng chiếc lá. Chưa biết. Làm giấy. À biết làm giấy à, không biết làm này. Mà biết làm được con ha, con ma sâu này. Tác phẩm đầu đời của Tây. Ma sâu. Nữa đi theo anh Bay với Út đi làm trong trống rồi chạy. Chạy đã. Đúng cái sậy rồi mình chạy khói đen. Mình nhấn lên xe đạp á. Đúng rồi. Đấy. Giờ Tây nó không biết chơi trò chơi đó nha con. Trong trống là quên làm luôn. Thơ của mình chơi trò chơi đó xong đâu có được mua đồ chơi đâu. Hồi xưa đâu có được mua đồ chơi, toàn làm những chuyện mình chế biến ra mình chơi xong. Lấy ba cái lục bình ha, cù nèo này, làm cái thiền. Lấy lục bình ha, mổ ra làm bánh mì thịt ha. Cái chế bữa nhỏ này em thấy nó nặng hơn chế lớn này chứ. Đúng rồi, bởi vì chế lửa chế gọt trước nè. Cũng đỏ. Bởi vì da xanh á, cô chú anh chị. Da xanh nên là cái ruột nó hồng. À, hôm bữa chồng cũng có thấy cái bình luận hỏi tại sao mà ở chỗ quê mình không có trồng đa dạng giống như là trồng bưởi rồi này kia thêm vô mà sao trồng có nhãn thôi giống như không có được đa dạng á. Thì thật ra là bưởi ở chỗ vùng mình á nó không có thích hợp á cô chú, giống như cái đất trồng á nó không có thích hợp với cái loại bưởi. Dâu tay đi ra ngoài bẻ cái cọng lá dừa đi vô Út làm cái trồng trống kìa. Cọng lá dừa mà ngoài cái đám dừa dứa mình đó. Cái cọng lá dừa, cái lá dừa lấy cây dao cắt một cái lá hoặc là cây kéo cắt một lá dừa cho rồi làm gắn vô cái xe đạp cho vô tay chạy. Kệ xúc bánh xe luôn. Xúc bánh xe luôn. Cái bữa này nó nhỏ mà nó ngon quá trời. Cái cá chạch mình ốp mình để xíu cho thấm ha mà. Cá chạch này mình phơi một nắng cũng rất là ngon chú chị. Nói chung cá chạch này bây giờ rất là hiếm và được nhiều là quý lắm anh. Đầu chợ đầu mùa mới vậy. Chỗ mình thì hiếm lắm. Thấy ở vùng Cà Mau hình như là còn. Dưa leo này nó xấu chứ nấu canh ăn ngọt lắm rồi. Này dưa leo này thì mình sẽ nấu canh tép. Vô đây thì hai lá luôn hả vô đây? Hai lá là hai chân trống hay gì? Đi với con lạc xưởng mà bị con lạc xưởng như quả hả? Chuyện này Út quên làm cái chân trống sao rồi vô tay chắc có lỗi với vô tay à. Thành dấu cộng sao? Quýnh nè. Quýnh đúng rồi. Trời đất ơi. Kỳ vậy? Kêu nhỏ đi lấy đá rồi qua làm quánh nó vừa hết tay đây qua lọc làm đi qua lọc em nhớ mà quên rồi quên hả để em cắt lại cắt kia cắt cái lá này cắt cho đều lá vậy nè mình làm hình dấu cộng mình rút lại là xong rồi đúng rồi xé ra coi chừng rách uổng nè rách cho dừng con mệt nè mình chập lại hình dấu cộng là mình làm rách cho con mệt nữa nha em ba đó còn em nhớ rồi hồi xưa có làm cái trong trong cái nú nè ba lọc. Ừ. Nhớ là mày vậy nè. Cái mũi nó như cái bánh uống vậy. Bánh uống. À nhớ rồi, vậy nè, làm một cái. Ôi sao ta? Ba nhớ rồi xong luôn. Cái chéo qua làm chéo qua chéo lại. Rồi thọt cái này, thọt cái này. Thọt này qua đây. Rồi. Nè vô tay Hùng nè, vô tay ơi. Chưa dính này cấu thành, dính này cái này. Nè vô tay cái nắm cái kia kéo đi. Nè vô tay về nắm này nè. Rồi kéo nha. Ok. Kéo nương nương. Buông ra đi sửa lại, buông ra đi sửa lại. Trong trống đó vô tay. Trong trống đó. Sao chưa ra hình trong trống đó. Lộn rồi. Sau một hồi chật vật thì mình cũng làm được cái trong trống này nè cô chú anh chị. Lâu quá mình không làm. Lâu quá làm không được. Vô tay thì lấy cái ống hút rồi. Ca chạy đã luôn tay. Ống hút này để vào chạy là khói đen. Bắt đầu lấy xe đạp thử luôn đó nha, bảo đảm nhỏ nha. Cho tay để vô không? Thì làm cây càng để vô đi. Từ từ làm tới cây càng bự rồi đó. Làm cây càng bự. Tụi mày cây tao cây á. Lá dừa đó nha. Kiểu ten. Này có gió là nó quay đó tay. Không có nè. Đâu chạy thử chút coi. Thấy không được. Phải rút lại mới được.
trống. Bữa nay thì mình đi xúc thì chỉ có được nồi canh thôi cô chú anh chị ơi. Phải hùng thêm đồ ăn. Phải hùng thêm đồ ăn nữa. Nha, mình cũng thấm rồi, cho chúng được rồi. Chắc mình phải làm cái bếp lại nữa rồi. Dạ. Có nhiều cô chú chị thì mình lên làm cái bếp mà kiểu có cái ống khói đó cô chú chị. Để không có bị khói với là mình quay nó không có bị nhè nữa. Nhưng mà thôi kệ, từ từ mình mới làm. Dạ. Cũng tiện đó con. Dạ. Cái gà chạch này mà chiên xả này là cũng nhất luôn mẹ. Dạ. Món ruột đó. Món ruột. Con nhớ hồi lúc con còn nhỏ là hay ăn cá chạch. Cá chạch còn nhiều đúng không ạ? Bây giờ thì số lượng nó giới hạn lại lắm nè. Dạ. Hiện tại bây giờ thì con thấy là còn là cá mà kiểu như cá chạch quế vậy mà. Ê, cá chạch gì mà con bự lắm. Còn cá chạch bùng là sao mẹ? Cá chạch bùng là như cá này nè. Dạ. Là đồng, cũng lắm. Cậu cũng mới xuống tới luôn hả? Chào cả nhà hay không cậu? Chào cả nhà. Chúc ông cậu có quà nha ông cậu. Cậu nói bữa nay ông cậu ăn cơm ngon hả cô chú chị? Nghe cũng mừng. Chuyến này về khỏe chưa cậu? Bây giờ thì vô thuốc nó cũng còn hầm nhưng mà nó cũng đỡ hơn mấy lần rồi. Dạ. Lần này là được 3 lần hả cậu? 3 lần. Ừ. Còn 5 lần. Tổng cộng là vô 8 lần mà ông cậu vô được 3 lần rồi. Còn 5 lần nữa cô chú chị. Gắn vô 5 lần nữa là khỏe luôn rồi. 5 lần nữa mình mới vô lại cái ruột. Cái ruột vô trong nữa nó mới khỏe. Dạ. Dạ cái ruột không nó còn nằm ngoài. Dạ. Hôm cuối hôm rồi con nằm đúng. Mình treo bữa nay nữa. Thì nó chín hòm hòm rồi mẹ. Chắc ăn được, mấy trái này ăn được rồi nè. Cái tết này mẹ cũng niêm rồi hết rồi. Chị chánh. Bán cái cuốc rồi chị chánh. Mình niêm ra thôi mẹ. Này mình tận dụng cái hành phi của anh Dũng cho hôm rồi. Dạ. Nó hành bắc vậy đó mẹ, rất là ngon. Phi khéo. Dạ. Tự tay anh chị với chị là mua về rồi phi đem xuống tới nhà cho mình luôn. Thật sự rất là quý của chú anh chị. Mình chiên bằng lửa than không hả mẹ? Do cá này cũng hơi nhỏ nên là mình chiên cũng mau. Chiên lạnh mới này phao miệng nữa bà Lộc ơi. Hết sỉ luôn ha. Hết dọn cơm được rồi đó bà Lộc. Rồi, bữa quẩy ngon quá. Ăn ngồi ít vô. Tép mình xúc dành vô nồi canh. Mình tưởng nồi mấy guốc. Gấp cái. Dạ, gấp cái hết luôn vậy ta. Gấp cái ra đi. Còn cái chắc giòn lắm rồi. Cá chiên bằng lửa than á nó ghiêu ghiêu ngon lắm mà Lộc. Không áp nữa chứ. Ngon lắm đó. Mẹ ơi, mẹ bên mình chắc nóng dữ rồi mẹ. Không, nóng thì mẹ đi mẹ canh chừng nào nóng thì mẹ. Cho mẹ đi. Dạ. Mấy cá là mấy ông nhậu chắc cũng khoái lắm. Được rồi mẹ, để đầy quá nóng lắm. Đó mình để tiêu lên cho thơm đó thôi mẹ. Món này lại ra được không ba Lộc? Rồi cái này hết sảy luôn chứ. Món này là món ruột của em nhậu rồi. Chiên cũng hết ba Lộc nhưng chắc mình dạ. Đủ ăn rồi. Nhiều đủ rồi Tám ơi. Đèn đem đèn đèn chuẩn bị vô chặt tiệc cậu ơi. Chặt tiệc chặt tiệc. Nước sôi nước sôi. Mẹ ơi nghe chảo. Cái chảo của ba Lộc. Chảo còn quá bự rồi. Chuẩn bị ha. Ok. Chuẩn bị nè. Cậu ba cho bánh nè. Cái cười này. Cười lên cho Bình. Cũng ngoài ra xin mời cả nhà luôn nha. Mời xin mời cả nhà. Chú mình cả nhà. À, mẹ này mời cả nhà ăn bữa cơm đạm bạc nha. Ông cậu với mẹ ăn. Ông gì ông cậu ăn miếng cơm đi cậu. Ông cậu ăn cá được mà. Ăn chan miếng canh đi cậu. Canh nước canh. Dạ. Cái này cá chạch. Này chỉ hai con trai nữa rồi chú chị. Thành tiếp tục bào. Trời Úc Thành lúc này là tranh thủ đây. Tranh thủ Úc Thành đây bào đi. Cái là 8 giờ canh ngọt. Gia đình mình cũng dự định canh ngon quay về. Kiếm thêm một cái camera để vô cho kênh thêm xung tụ. Nhiều của chú anh chị cũng bình luận đó.
Thở có thêm được một người camera nè. Là giờ mình vô sẽ rất là xâm đậu luôn. Đầu mình vui thêm. Giờ con kiếm đi. Bây giờ mình có anh đã có chế hai thêm chế hai mà mất thêm một người chế hai trong đó. Nên chứ là lâu lâu mình chuyển nhà não qua Thành. Giống dạ. như là lâu lâu cưng chuyển cho chế quay vậy. Cô chú cũng thích lắm. Giống như lâu lâu đổi vậy đó. Dạ. Bởi vậy lúc nè. Này là Úc Thành cứ tranh thủ bào được ngày nào hay ngày đó nha. Ơi lâu lâu nha. Cho mẹ anh quay luôn. Cho mẹ anh quay. Mẹ quay được không tay? Cậu dám ăn cái chạch không rồi? Ăn cậu đi ăn. Ăn con đi. Được không? Được thì ăn không được thôi, không ép nha. Cá chạch này hình như cái thịt nó cũng hiền không coi. Ăn được. Dạ. Tại vì nói chung cá này đầu mùa bây giờ cũng hiếm lắm, mình có vậy là mừng dữ lắm luôn. Cá nhỏ nhỏ là cũng ngon nha. Nhỏ chứ không có xương. Cũng xương. Cá chạch thì vậy chứ kiếm miếng cá nhỏ nhỏ vậy mới giòn. Giòn mình ăn xương luôn ha. Xương chị. Rất là ngon luôn. Mình chiên giòn nữa, mình chấm mắm me là xuất sắc luôn. Cá này ngon quá cả nhà ơi. Ngon quá, ngon, cậu ăn nhiều đi không cậu? Ngon quá. Dưa leo mà nấu canh tép cũng ngon ha. Ông cậu biết tép nấu canh hôm nay là ở đâu ra không? Nó nặng ở dưới hết trơn. Tép nó nhỏ quá, nó nặng. Ông cậu tới giờ nói chừng không biết tép chừng nói guốc không? Đó là cũng hỏi tép ơi, mình nấu con guốc hay là nấu con tép gì? Tép lặn hết trơn rồi, tìm hoài không thấy. Đó, nó thường thường mà ốc tay gắp đồ ăn đi. Cái đồ ăn mà nó nằm ở dưới là người ta gọi là nọc chậm. Nọc chậm đó rồi. Nọc chậm. Thường thường á, ăn cơm á mà mấy cái người uống người ta hay ăn mấy cái mà còn cặn lại đó. Là người ta ăn hết trơn là người ta mới uống như con heo đó. Ta nói à, heo mập nhờ cặn hả mẹ? Đúng rồi. Nhỏ, cái này mình nói chứ không phải người ta nói. Nó nhất là quan nhị trang đồ cặn á. Vậy là mình chỉ còn thua quan nữa thôi. Đồ cặn này ngon thiệt chứ không? Nó tép rồi nó kiểm dưới không thiệt chứ. Ta ăn cá chạch được không? Lựa con cá bự kìa, thịt nhiều. Ăn được cái đầu ăn được không? Được thì bẻ để út cho. ăn cá chạch là ấy, ăn cá gì? Ăn cá kèo là hai anh em nó chia đứa khúc đầu đứa khúc đuôi. Vậy nó ngon bằng hả chứ? Cái khúc đầu nó đắng. Dạ, cái khúc đầu đắng cho tay em vô ăn. Có cái gan với mật á. Con nhớ hồi nhỏ là ăn cá kèo ăn cái bụng thôi. Thế ăn cái đuôi không ạ? Cái đuôi. Sau này bị lớn anh biết ăn là. Tao biết ăn là kiếm cái đầu không ra. Dạ. Kiếm đầu không ra. Ăn cái đầu trước. Cá chạch nướng chấm mắm me mấy nó trúng khách luôn á. Nghe này mấy ông nhậu thấy mình ăn cái này mà tức chết luôn. Cái loại cá này bây giờ nó coi như là nó bị hủy diệt luôn, nó không còn. Dạ đúng rồi, càng hiếm. Càng hiếm hết rồi. Cá này giờ hiếm cái lắm rồi. Hiếm mắc thôi chứ, và ăn cá này nó không có gì đâu. Không biết đâu. Cá chạch này ăn tính ra nó mắc nhưng mà ăn nó lời, không có bỏ gì hết á. Dạ tới giờ em xương nuốt chưa? Hèn gì lấy cái chén không thấy ai để xương nha. Nếu mình có bỏ đi nữa thì cái xương cũng có một chút xíu à. Con cá chạch với con cá kèo là mình mắc thiệt nhưng mà mình ăn rất là lời luôn. Không biết ở vùng khác sao chứ cái vùng mình là con thấy cá chạch này rất là ít nè các cậu. Hiếm luôn. Thế đâu cũng vậy à. Dạ. Đồng nhiều mới có không cậu? Đồng ruộng nó theo mấy là bờ kinh, nói kinh nữa. Nhà kinh nhiều mới có nữa. Dưa leo này thường thường ta kêu bằng dưa leo. Cảm ơn nha. Có là gấp rồi. Cái trái dưa leo chuột là nó ngọt hơn cái trái dưa leo kia đó anh ha. Thêm nước mắm đi bà Lộc. Rồi chết. Nấm lên nè bà Lộc. Cảm ơn con. Cậu ăn con nữa không cậu? Ừ. Cậu chén nước canh đi. Cảm ơn tát mi nước canh. Được chưa? Bà Lộc có nước mắm ngọt ngọt á, nó thích chứ. Dạ. Phải nhất là ăn cái khúc đuôi trước rồi. Nó giòn phải không? Cái con cá chạch này người ta cũng có cái bài thơ. Có ai bắt được con cá chạch mà bắt bằng đuôi gì đó. Mấy ai bắt chạch bằng đuôi? Bắt chim bằng cánh. Bắt cái gì? Bắt chim bằng cánh, bắt người bằng chanh gì đó. À, bắt người bằng chanh. Ờ, đúng rồi. Nghe giống như người trong chanh sao mà bắt được á. Có vô không? Đuôi bắt chim bằng cánh, bắt người bằng bữa nay bếp trưởng làm thơ nữa nha cô chú anh chị. Ăn vừa nghe là thơ đó. Nhà thơ nhà thơ bếp trưởng trong phải nhà thơ.
Ông cậu không ăn miếng canh nữa hả ông cậu? Cái tép này là hồi chiều theo mà đói ăn gặp cái này là uống hết thôi luôn. Dạ. Còn nữa, còn cháo canh còn nữa. Cái gì có? Cái mình sẽ làm những cái mấy nhà hàng.